sở Đề Bạt này. Và tư tưởng của dân quân du kích á, và cán bộ không giống bán, không giống bán Mỹ, đánh Mỹ, bán Mỹ đâu. Bán thì là phố đạp tay mà bàn đấy không giống. Nhưng mà sau này á thì đánh sợ nó thành ra gì thì tìm nó mà đánh, gạt nó là diệt, chứ không có cái chần chừ gì nữa hết trơn á. À, nắm thắt lưng của hắn mà đánh. Như là hồi nãy anh ta có nói chuyện là tè so và bánh như thế, thì cái anh ta giải thích tôi nói lại. Thì sau khi đánh được đó, thì mới ổn định được cái tư tưởng mà phát động cái phong trào như thế. Và sau này quá trình đó thì cái cuộc chiến nó sẽ đẩy lên mức độ cao hơn. Tức là Mỹ sẽ đổ quân ồ ạt vô rồi này nọ, nhưng mà ta vẫn cứ đánh. Và cũng xa đó là cái trận Vườn Tường để diệt gần Lữ Đoàn Mỹ ở Bình Sơn. Cái này thì chứ còn kể ra thì hồi anh em chúng tôi thì cũng nói thẹn với nhau là thế này, cũng sợ chứ, cũng lo, cũng sợ, không biết bác có được không. Chứ còn chuyện mà chết chắc thì cái chuyện người lính ra chiến tranh thì thảo rõ ràng, thảo vô đó thì cũng như tôi nói là ta không bán mày, mày nói tao thôi thì ta phải bán mày. Để tao dành cái quyền sống mà vì dân tộc tao phải dành cái quyền sống để tao làm tiếp chứ. Nói thì cái tư tưởng của mỗi chiến sĩ là như thế, nó cũng rất, cho nên khi hành quân là có đồng chí phở qua trở lại phải nổ rẽ như thế. Khi tổ chức chiến đấu á thì cũng do ta là quyết hết, quyết phải tiêu diệt. Nhưng khi hình quân gần đến nơi có đồng chí phở vì ra khỏi đội hình mà trở lại trở về nơi hậu cử, đó là tư tưởng đấy. Dạ. Lo sợ đấy. Dạ. Anh chỉ cần tất tét thôi. Anh không xác định được là anh bị thôi. Anh sợ thôi. Thì sợ thì tới là thiện nhiều thứ, nhiều cách phải dễ ộp thôi. Chỉ cần anh dẫn đầu anh trời cũng phớt, anh thôi bông găng rồi thôi chứ làm sao ơi sử dụng anh được nữa. Đúng không? Cho nên ở trong cái dọn như thế. Còn riêng bác thì thế nào ạ? Tôi thì từ hầu ở nhà thì tôi là cái thằng quậy nhất cỏ sốt, cũng chả sạch ra. Mà thường thì cứ hàng ngày là họ tới giờ tôi là chửi. Cho nên cái kiểu mà đi ra thì thôi thì tên vô làm sao cũng được hết, quánh chơi cũng quánh hết, mà cái gì cũng làm hết. Tôi lấy nó ảnh bác tôi phải đi xin khâu qua trên đồi về mà cho đơn vị ăn lại chứ. Rồi tấu cảnh cản giùm cho tôi cản không nổi đâu. Nhưng mà khi vô á thì có một cái điều thế này, khi mà tôi chiến đấu thì có một điều suy nghĩ, suy nghĩ là làm thế nào để đánh cho được, đánh cho được. Mà trang đó là hơi luận tư tưởng, một là quyết tâm, hơi là hơi ngần tí. Thế nhưng mà cái quyết tâm hắn lắng lì thì là cái kia nó không còn nữa. Nhưng mà trang chiến đấu của người lính thế này nè, khi đã nổ sống đầu thì không biết gì đây, chỉ có đánh thôi. Chỉ có đánh thôi. Chứ hồi 30 phút mà nằm chờ để nổ súng, cái thời gian đó là cái thời gian có thể là, nếu như tính của anh Nam, anh động thấy là cháy, nghe cái rọc là rồi đấy, nghe cái rọc là rồi. Mà cái núi thành lúc đó thôi, ma là chiều hôm đó là có mưa dông, cho nên cái lá cây và cái cây á nghiện đi không gãy, nó không kêu, chứ hắn kêu một phát là rồi, kêu phát rồi thôi. Đó đổ vỡ ngay cái tầng địa thương vang mà cúng mà bỏ lỡ, không có bỏ lỡ thì cúng được bao nhiêu cúng á. Cho nên là trong cái trận đánh thì tư tưởng hắn đằng đào, cho nên dù muốn một không cũng có những cái suy, có những lần tư tưởng là tìm cách để đánh cho thắng, cũng có lần tư tưởng là đánh đầu cái sôi đánh được đây. Thì trang cái sôi đánh là có nhiều cái, một là anh tìm cách, hơi là anh sợ cái thất, mà cái anh nào mà tìm cách thì cái anh nó thắng cái thằng sợ kia thôi. Thì trang tình hình như thế thì cũng chung trong cái tư tưởng của người lính trước khi đánh dẹp của trận núi thành, thì hắn cũng nằm chung với tư tưởng của chung
Chứ không ngồi cái tường đó được. Đấy. Cũng e ngại, cũng cũng là cũng có dao động. Có. Thì nó lo suy nghĩ thôi. Nói chung là lo lắng. Lo lẽ. Lo lắng. Bây giờ với một cường quốc thế đó, rồi binh khí kỹ thuật ở đó, rồi mình như vũ khí như thế này, nhỏ bé thế này, bây giờ đánh kiểu ra, đánh thế nào cho nó thắng. À, mà không thắng cái trận này á, là coi như là hắc rất chứ là mày. Thắng rồi mới có được cái quy luật cho cả nước. À, cái nhiệm vụ là lo rồi, lo lắng là quan trọng. Thế tôi cứ là, tôi xin phép thầy là chủ trương của thầy tại sao lại dùng cái lực lượng địa phương? Tại sao? Tam lúc đó sư đồ một bình hơi cáo, trung đồng một mà nhất là trung đồng một ở đây. À. Liên đầu 16 là con 16 có, nó là có 4 đại đạo, quánh chiên quánh là con, không chọn, mà chọn một cái tiểu đoàn địa phương để đánh với một cái quân thị chiến. Nhưng có mấy vấn đề thế này, tại sao người ta căng nhắc như thế? Nếu mà hắn lực lượng, hắn chân quay, anh dùng với quân bánh, hắn không là cái gì cả. Ý nghĩa không lớn. Ý nghĩa không lớn. Nhưng mà nếu thua thì là còn. Thì tư tưởng nó cân nặng. Tư tưởng sợ mấy cân nặng. Phải là anh dùng cái lực lượng bộ đội địa phương thì thua thì không là cái gì cả. Bởi vì một cái lực lượng địa phương nhỏ mà đánh một cái quân thiện chiến thì thua là tất yếu. Có phải nè, thưa tôi thủy. Nhưng mà tháng thì tiến quân nó còn nữa. Khi tháng rồi thì mới có cái chuyện trung dũng cái gương đi theo chữ bí. Phải nè. Và được trên được rút kinh nghiệm để đánh những trận xa này. Thì cái họ phải dùng cái lực lượng tay quân khu ủy và bộ tư lệnh quân khu cũng như là quân chỉ huy cánh đội đã nghĩ đến cái chuyện như thế rồi. Đã nghe đến chị nghe thấy rồi. Vô sứ mệnh nó cho Quảng Nam. Đó, vô sứ mệnh cho Quảng Nam. Cả nước vô cho Quảng Nam. Yeah. Quảng Nam vô là cho tiểu đồng 30, và tiểu đồng 30 vô là cho đại đội 2, 30 tây anh em. Bác ảnh đi bộ đội năm bao nhiêu tuổi ạ? Tôi thầy tôi sinh năm tháng ngày năm tháng 5 năm 47. Tôi đi thì tháng 9 năm 64. Thì khoảng 17 tuổi đó thôi, cũng chưa được tròn nhưng mà cũng đã thế là qua 17 là 4 tháng. Thôi người thì con vợ này lúc đó khoảng 35-30 vậy đó thôi. Lúc bây giờ hầu như vô cấp thấp bón mà cần hơi đấy, thấp bón vậy là căng. Khi bác tham gia cái trận núi Thành khi đấy bác bao nhiêu tuổi ạ? Thì có hầu năm 17 tuổi, 18 mới bước qua 17 tuổi. Tức là mới vào bộ đội được rất là ít. Tôi tháng 9 từ bộ đội. Thì hôm nay rồi đó. 18. Tức là không đầy 1 năm sau. Dạ. Thì ở đó tôi chỉ có đánh được có mấy trận đầu tiên, tức là trận thứ nhất là đánh giữa tháng thứ Xuân Phúc, Xuân Viên, Xuân Trung, Vũ Quế Sơn. Thì trận thứ hai thì tôi đánh vô cái Thường Xí ở Xuân Trung, Thường Xí, Xuân Trung. Rồi những cái lạc phẹt thì không nói rồi, ví dụ như phát Xuân Khánh, Xuân Thạch cái gì nó không còn trận, nhưng mà đánh nó giặt là như thế. Thì cái Xuân Trung thì cũng được cái trang sử gây người nhỏ chi lớn á. Thì bác được phong anh hùng là trong cái trận nào ạ? Trận Núi Thành ấy. Chính trận Núi Thành. Chủ yếu là trận Núi Thành. Chứ còn trang nó là có 3 trận. Tôi làm thành tích thì 3 trận. Một là trận Xuân Trung. Hai là trận Núi Thành. Ba là ở chiến trường ca. Chiến trường Campuchia. Bác cũng đi chiến trường ca. Nó bóng nào anh đó mà. Đi là trong giai đoạn nào ạ? Tôi thờ hậu nữa phần ca mặt trận năm 79 ở đồn 2 mặt trận năm 79 mặt trận năm 79 ở bên nó là có cái mặt trận riêng. Vâng, nhưng mà khi bác tham gia chiến trường ca là ở cái thời gian nào? Năm 78 tháng 12 năm 78 thì tôi đã ngày 25 tháng 10 79 là bọn tôi đánh qua X0 rồi, tức là biên giới giữa đồn 25 và
ở bên biên giới Ratanakiri á, tức là tham gia vào cái chiến tranh biên giới phía tây nam. À, tây nam đảo ra dạ. Rồi sau là đánh lên tới Tung Ren thì bọn tôi dừng lại và vô cái đó cho sư đoàn 307. Như vậy là có thể nói bác là một người lính chiến rất là thiện chiến đấy. Vâng. Em muốn lại hỏi một cái góc khác. Ngày đấy thì ở Quảng Nam là cái nơi mà Mỹ, như ban đầu ta đã xác định, nơi mà Mỹ đổ quân vào đầu tiên, và cũng là cái nơi mà Mỹ có cái căn cứ mạnh và lớn nhất. Tại sao bác lại chọn cái con đường là đi bộ đội giải phóng mà không phải là đi lính Việt Nam Cộng Hòa? Thế thì phải nói thế này, tôi thì một cái người mà được gia đình nâng chiều từ nhỏ, cho nên là đi lính Việt Nam Cộng Hòa thì nó là không đúng tuổi, mà gia đình chúng tôi là gia đình cách mạng từ hồi giờ hồi Quýnh Pháp, cho tôi là hồi nữa là kinh tài cho cái thăng triều đảng viên, rồi là xóm lòng tôi, dân già họ tôi đều là những người tập kết và những người thân gái. Tôi nói cái dàn họ tôi rất nhỏ, dàn họ tôi rất nhỏ, nhưng mà Phan anh hùng đầu tiên là mất được 6 người. 6 người có nghĩa là 18, hầu nó 3 là 3 người mới được anh hùng, nhưng mà bây giờ là hơn trước là 3, hơn đầu tiên ấy. Còn ở nước thì cái xóm chỗ tôi, cái phế của tôi, phế ba của tôi á, thì đã mất 18 người, và được Phan đầu tiên là được 6, bà mẹ thì không anh hùng. Thì cái hậu thì chống Pháp á, thì tôi còn nhỏ. Thế thì mấy cái anh Pháp á, lính mà của ta mà đến Pháp á, thì về ở nhà tôi, và được cho mẹ tôi là cho tôi là hậu lòng cảnh tài, cho nên ổng nhà tôi hậu nó ông bà để lại ở nhà một lớn ở đó. Là Việt Minh ý. Thì sao sao á, thì hiệp định Geneva bị Mỹ đó, thì chỗ tôi là cái chỗ mà gọi là chờ được đó, sự kiện chờ được á. Đó tôi nhỏ, tôi cũng đang xem với chả thấy không béo quá, tôi quẳng tôi chạy về nhà. Tôi chạy về nhà, cho nên cái chỗ truyền thống cách mạng của tăng người của tôi á, thì không mong có giàn hào và có gia đình, cho nên chọn một con đường là phải đi cách mạng để giành độc lập. Vì khi mà địch phá hồi rồi đó, thì cơ sở của nhà tôi cũng còn, và xóm tôi, giàn họ tôi vẫn còn. Cho nên là nếu mà tôi đi sớm á, thì tôi đi giải phóng đầu tiên kia, tức là tháng 4 năm 65, ở 64 thì giải phóng 65 chứ. Tháng 4 năm 64 thì quê hương tôi là giải phóng đầu tiên, vùng Đông Thăng Bình đó. Nhưng mà sau đó giữ không được thì chúng tôi đi cũng không được, biển cát. Cái đợt giải phóng thứ hai thì ông già bà già tôi ông nó mới ở nhà sợ moi nữa mà mới đi đâu. Mà thiệt hầu đó là tôi lên nhà trên tôi hạt mình, tôi không dám. Và muốn đi tiểu thì cũng nhờ mấy bà chị dẫn đi, không dám lo ngồi. Nhưng mà đây là viện có cái vàng má của gia đình, cho nên là mình cũng xác định là, cho nên khi mà tôi đi đầu tiên tôi ra, tôi cái chuyện của tôi ngủ bị moa trên cò mỏ là chuyện bình thường. Một cái thằng trinh sát thì chỗ nào tôi lúc cũng được, không có ý chỗ nào đâu. Thì phải chọn là chọn như thế. Chứ còn ông bóp tôi hồi đó là ông chạy vô cái tành trong phóng chạy Sài Gòn, ông làm kiểm lâm thì không có, ông biết ông đem tôi vô hạt ở trong Sài Gòn. Mà nói tôi nghe là gắn thì tôi là sĩ quan rồi, sĩ quan quỵ mọc là chết hay là hót ốm chết rồi nè, chết rồi nè. Nhưng tôi không chọn đường nào, chấp nhận bỏ hạt thời kỳ tiểu học. Tôi đi vào đạo tôi mới học lớp 5 thôi. Sau đó tôi nghĩ đi thời gian mà bên này nó có, cho nên tôi đã lâu được ông hiệu trưởng trường tiểu học đồng cơ sở sao mà bị lộ ông giết lâu ông về nhà tôi mà.
ổng là người Quế. Về tiên truyền ổng với giờ cho ổng thì ổng cũng có làm cách mạng chứ đó là sang độ là bác giết người trưởng. Thì tôi chấp nhận bảo hạt để đi theo con đường đó, con đường của Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, mà con đường đó là phục vụ cho đảng, cho nhân dân, cho dân tộc mình. Đó là như thế. Vì cái sự kiện chạy được á là cái sự kiện mà có lẽ cũng không nói cho nó kỹ, chứ còn cái phong trào mà chết hàng loạt cũng dùng được Đờ Liên mà họ tiến đây để phản đấu cái chuyện phá vỡ hiệp định á, không bán như là Đờ Liên mà không bán bán chết dịp luôn. Bây giờ có cái tượng đài chạy được đó, chứ phải không đâu. Mà cái này anh Thông anh biết, anh chào anh đâu anh biết là cái phong trào đấu tranh ở chợ được đầu tiên của năm 55 đó. Cho nên chỗ tôi thì sau khi cái đoạn của thằng Diệm ở đây nữa mà nó cần lao á, thì hắn bác hắn dôn rồi hắn giết rồi hắn bảo bô rồi hắn đấn đinh cũng nhiều lắm. Và Nga cái chỗ quê tôi nó thành lập cái gọi là quân khu 1, quân khu chợ được. Hàng đêm là hắn đánh, hắn chém, hắn giết họ lo lòn ghê lắm. Bác ông nói có phải cái giai đoạn mà thực hiện cái luật 10/59 không? Luật 10/59. Dạ. Luật 10/59. Còn cái chợ được thì có phải là cái giai đoạn mà đồng bào ta đấu tranh để đòi thực hiện hiệp định Geneva, đòi tổng tuyển cử? Nhưng mà sau này cái luật 10/59 là khi mà đấu tranh mạnh á thì mới ra cái luật 10/59, tức là má chém đi khắp miền Nam. Đi khắp miền Nam. Thì hầu nói là bọn tôi cũng nhỏ nhưng mà cũng được là má anh giáo dục tuyên truyền, cho nên là cũng và cũng có chứng kiến nhưng mà nhỏ quá, cứ rồi chạy lon thon theo cũng bán quá, chạy về nhà ngồi thôi. Xa gần cũng được. Bác cũng ra chợ được. Thì cũng chạy theo bà con. Nhỏ gần chạy được mà. Gần mà. Gần chạy được. Ra đi xong rồi thấy bà con bị bắn. Bán quá, chạy quá hay là quẩn chạy về nhà. Sợ rồi tức, có nghĩa là mình cũng đã là nhân chứng. Nhưng chấn mình nhỏ quá mình chả hiểu gì. Nhưng mà hiểu nhiều thế họ chào mình chạ thôi, đi đấu tranh mình đấu tranh thôi. Nhưng bán quá thì họ cứ lay họ chết, còn mình nhỏ quá không biết làm sao chạy họ ngồi. Rất là cảm ơn bác ạ. Và em muốn nghe câu chuyện của bác ta. Thật là bây giờ câu chuyện gì? Trận gì mà bác? Tại cái trận mà bác kéo cờ ấy, cắm cờ ấy. Vào năm 1968 là cả nước đồng khởi gọi là Tết Mậu Thân. Thì đơn vị chúng tôi được vô nhiệm vụ, tiểu đoàn 70 được cấp trên vô nhiệm vụ đánh vô tỉnh đường Quảng Tín, trong đó có 3 đại đội. Đại đội 1 là chịu trách nhiệm là Xá Nhà Lô anh ha. Đại đội 1 Xá Nhà Lô phải không? Đã đội 3 là đánh cái đại đội của anh. Còn đại đội của tôi tức là đại đội 2, tức là đại đội chủ công. Khi đó đi thì 72 nè. Nói chung là cái trận đánh đó là quyết định, còn đánh lịch sử, quyết định tức là ở lại thành phố, gọi là chiếm thành phố. Chiếm thành phố. Thì cái ngày mấy của dương lịch thì tôi không nhớ. Thì tôi nhớ đinh ninh là ngày 20, ngày 30 Tết. Chiều 30 Tết, hầu nó khoảng 4 giờ anh nhỉ. 4 giờ thì anh em chúng tôi lên sơ bàn. Lên sơ bàn tác chiến vô thành phố Tâm Kỳ. Lên sơ bàn tác chiến. Lên sơ bàn xong, vô nhiệm vụ cho từng mũi. Thì mũi của tôi là được mũi thật sao. Đi chung với cái mũi chỉ phá ống bật phá liên tục, tức nghĩa là mũi bật phá liên tục, đi đến đâu thì mũi thật sau tôi đi đến đó, có nghĩa là bật phá đánh rồi là mũi tôi nhảy vô, đánh rồi mũi tôi nhảy vô. Thì bây giờ cũng nó hơi lướt qua tí rồi. Thế là chiều ngày 30 thì chúng tôi được lòng một con heo, anh nuôi lòng cho con heo nghe khoảng mấy 10 kg đó, để liên quan anh em lên đường chiến đấu.
thì nó thật ra là mà cái tinh thần ngày đó là nó vui lắm, nó vui là thế nào, vui là mai mình sẽ đứng vừa là mình ở lại thành phố chiến đấu, chiến thành phố mình, người lính là thành phố, thì được cấp trên cho biết là hôm nay có đồng chí là chiến sĩ trung bộ trưởng, tiểu đội trưởng, rồi còn mai chiến thành phố lấy quân số đây, đồng chí đã thành tiểu đội trưởng và đại đội trưởng. Vậy là tôi đi khi đó rồi lấy ra bàn xong là được phát hơi tờ 500, mà 500 chắc đó là 500 giống như tờ 500 xanh bây giờ này, để mong cho được để an trong thành phố, để ngang an thành phố. Còn thương binh lên ra bàn là thương binh là vô nhà tỉnh trưởng, đồng chí nó bị thương vô nhà tỉnh trưởng, đồng chí liệt sĩ để đó sau mời giải quyết, đó là lên ra bàn. Thế là chúng tôi ở thôn Nam Kỳ Thịnh, tức là gần chợ Cấm Khê đó, bây giờ anh đi biết rõ này, gần chợ Cấm Khê. Thế là hồi nó khoảng cỡ 8 giờ anh em có đại hành quân. Thì hành quân mang theo cái đường một mình lấy cái không nhớ cái xã này, đến chỗ quân trường là tẻ. Đến chỗ quân trường là tẻ về. À Kim Mỹ, đến chỗ quân trường là tẻ. Tẻ về. Ở đây. Thì bằng tôi chúng tôi đã cáp được 4 hàng rồ. Tức là bây giờ nói cho các đồng chí biết rồi, cách bốn hàng rồ tức là mừng lắm, đỡ tốn xương máu, đỡ tốn xương máu. Thế là còn nghĩa là chiến thuật mặt tập các nhiều hàng rồ lại còn tốt. Khi khi lộ là công kia, tức là khi lộ đập bật khóa đánh liền, à, đánh cho lính vô. Mà cái anh bật khóa này nó quan trọng lắm, chỉ cần một giây thế này thôi, một dây nhỏ gòn là thao thì lính chạy lên, tức là dướng lại trong kia địch, đoạn địch bán ra mình ra chạy. Thế là chúng tôi mới theo buổi thật sau. Thế khi tôi vô thì tôi nhớ trận đánh đó, tôi nhớ gì in mà, tức là khi tôi vô là cách đó khoảng cỡ 50 thước có xe toan địch cử động với ta cắt. À thì lính trên đường lối nhố nói chuyện này chuyện nọ, nói chuyện đùa chuyện giỡn. Thế là tôi buổi thật sau tôi biểu cái B40 thôi, nó bây giờ là thằng đó là à, đồng chí là đồng chí Trinh, tôi biết Trinh, em để sót cái B40 ra để nó cho anh hay nha, nếu mà bên kia xe tăng phát hiện em nổ liền cho anh đi, hoặc là bắt đầu bật khóa nổ là giết cái xe tăng liền cho anh, không cho nó tấn công. Trinh với ở đó với ông một đứa sợ thủ phụ nữa, hai đứa chú phụ là mon bốn quả B40, một quả đơn súng, bốn quả B40 lưng, tức là năm quả. Thế bọn tôi bắt đầu hầu nó hơn 3 giờ bắt đầu nổ súng. Vì ra vì lý do là chờ, là chờ cho ông 16 á, ông đặt công liên động vào 16 vô sân bay. À, đi chờ cho sân bay Chu La, tên lửa kéo vô sân bay, tên lửa trên núi bắn xuống sân bay Chu La. Thì bọn tôi thấy cái đường tên lửa đi, tên lửa nó đi xuống nè, mon lửa theo, tên lửa nó mon lửa theo. Thế là bọn thấy tên lửa bọn tôi nổ súng. Riêng mũi tôi vô đánh cái lỗ có đồ cầu, nếu bây giờ nó có chuyện gì á là anh sẽ đưa em đến, anh chỉ từ cái đầu một cái lô cốt chỗ nào là thế nào đó, gần đây đó anh chỉ cho anh thấy liền. Đến cái lô cốt đồ cầu xong tôi vô, à tôi vô thì tôi mới vô đi với đồng chí Ngọc. Buổi thật sau thì lên Lào rồi, tôi đi với đồng chí Ngọc chính trị viên phó đại đội, đồng chí Ngọc mang theo lá cờ. Thì tôi vô thì có một cái phong đỏ gì đây, là phong đỏ bị ngon to hơn cái nhà mình, hình như diễn văn nghệ. Vô tôi nói anh Ngọc bình tĩnh, anh Ngọc nói đó tôi ném heo đi đó, tôi giết bọn ai coi thì không nghe tiếng động chứ đây. Vô bắt đầu tôi anh Ngọc thuận kế cờ xuống, kế lấy cờ xuống, bắt đầu ấy thì giật vứt qua bay cắm cái cờ ấy, lấy cờ mình vô kế lại cờ xong thì cái giờ hầu nó kế cờ hầu nó là cũng gần 5 giờ rồi, 5 giờ sáng rồi đó, vì 5 giờ sáng rồi đó. Lên thì bắt đầu nhiệm vụ của chúng tôi là đến đó coi như là đã hoàn thành, nhưng mà thấy mũi thật sau lên đi Lào luôn. À mười mấy anh em cũng lên Lào rồi. À cái tôi cũng à cái tôi cũng chạy luôn đi Lào luôn, nhờ tòa tỉnh trưởng bây giờ đưa ở gần lên Lào luôn. Thì lên Lào trên đó là 23 người, 23 đồng chí, tất cả 23, cả mũi thật sau với bọn tôi lên là 23 đồng chí.